Xin chào các bác nhá. Chúc các bác đang xem video một ngày mới thật là nhiều sức khỏe các bác nhá. Chúc các bác đầu năm mới cùng gia đình năm mới là sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc các bác nhá. Hôm nay em quay qua cái video một chút các bác. Hôm nay là đang sang tháng 2, cuối tháng 2 rồi, đang bắt đầu vào mùa chim sinh sản đấy các bác. Một số bác cũng góp ý với em là làm cái tổ chim cho chim chè than đấy các bác, chè than cho nó sinh sản đấy các bác. Hiện nay chè lửa thì không còn, thì em làm có đôi chè than, em nghĩ không biết là nó có sinh sản ở trong lồng AV không, vì trong cái lượng chim này nó nhiều quá, em sợ nó không sinh sản được. Thì hôm nay em cứ làm một mấy cái ống tre đấy các bác nhé, mới tạo mấy cái ống tre để cho xem nó có sinh sản được hay không, thì sinh sản được thì càng tốt các bác, hoặc là nó phải tách ra nó sinh sản được cơ. Đây này, em bằng nhà ở quê các bác, nó những cái ống tre nó tiện lắm, em tìm được cái ống này nó to quá, ống nó to nó phù hợp với chim hơn. Rồi thì đấy, ống này đấy các bạn này, ống này rất là tuyệt vời đấy các bạn. Đấy, đây các bạn, đây các bạn này, không biết nó có mục quá không, rồi em cứ cắt ra xem tình hình sao các bạn nhé, nhớ cưa cắt nó ra. Rồi đây, cắt lại đục lỗ ra. Em thấy một số các bác cũng làm một cái ống tre này, thì làm ống tre theo kiểu tự nhiên, tre giống ngoài tự nhiên các bác, là chim nó có lỗ nó rút vào nó đẻ đấy các bác, một sinh sản rồi. Em không biết là mình nuôi cho lồng AV nó có sinh sản rồi hay không, nhưng mà có một con trống một con mái thì mình cứ cho mấy cái tổ các bác nhá, hôm sau làm thêm mấy cái nhà chim cu cho mấy nữa, cho bọn chim cu trong có đẻ hay không. Tí nữa em lấy mấy cái sơ dừa mấy cái rác nữa cho vào để cho nó lấy chỗ nó sinh sản các bác. Đấy, đi vào các bác nhé, em cho vào trong. Này, bọn chim cu gáy cũng gáy các bạn, con đôi chim cu gáy có khi là cũng mới sinh sản rồi đấy, phải làm mấy cái nhà cho nó nữa. Đến đợt này em chỉ quay qua này thôi, hôm sau ra cái video làm mấy tổ chim cho bọn cu gáy được các bạn nhé. Úi giời, đây các bạn. Đúng rồi, em vừa mới kiếm một cái cưa đầy cổ rồi. Cái cưa này em không nói phép, cái cưa này là phải rơi vào khoảng tầm 3-4 năm rồi. Cửa này nó cùn quá, em phải đi kéo cửa khác đấy. Đây các bác ơi, em vừa kéo được quả cửa này rồi. Thank you.
Đấy bác này, cái lỗ này chắc được các bác nhỉ. Đấy bạn, cắt được chỗ này nữa. Đây các bác ơi, thế là ok được một cái đấy các bạn. Ok được một cái tổ nó rồi. Đây các bác. À, đây các bác ơi, em loay hoay mãi thì cái lúc nãy em lại xong rồi, gần xong rồi, em lại đang phải đi việc các bác. Em đang quay cái chương trình thiện nguyện ở trong ở gần đây ấy, thì em lại nhớ ra là em hôm nay phải quay cái chương trình đấy, nên em lại lúc em bỏ ở đây thì em để em đi các bác. Các bác, rồi em vừa mới đi về đây, em cũng vừa làm thêm một cái nữa cho nó xong xuôi đấy, đấy các bác. Không, dạy đi con, để bố làm cho chim nó đẻ. Các bác này thì em thấy một số các bác cũng góp ý là làm cái tổ chim nó chừa than nó đẻ đây đấy các bác. Nhưng mùa này là mùa chừa than nó đẻ mà, nên em cũng làm thế này thì đến đến mai em sẽ bỏ rác bỏ ấy vào trong đây cho chim đấy các bác nhá. Bỏ rác bỏ buộc ấy vào trong này, bây giờ nó hơi tối rồi, chim nó đang đi ngủ mới được các bác. Nháo nhác ngủ rồi, trời ở ngoài nó tối tối đấy, em quay trong máy quay nó hơi sáng này thôi, nhưng mà ở ngoài nó tối các bác. Đấy còn chừa than này các bác ạ. Chừa than đấy. Đấy nó muốn làm cái tổ cho nó đẻ đấy các bác. Cái bọn chè than này này các bạn, kể cả các loại chim trào mào, những loại chim khác ấy, khi các bác mà làm tổ treo tổ nó ấy, muốn một tổ chim chè than đấy thì mình cứ treo ra ngoài chỗ nào mình nghe tiếng chim đấy các bác nhé. Nghe tiếng chim chè than nó mà kêu nhiều, mình làm cái ống này mình nhắm ra ngoài đấy các bạn, thì chắc chắn là cái khu đấy mà có tiếng chim thì mình để này, chắc chắn nó sẽ vào đấy nó làm các bạn. Đấy, khi nó làm mà các bác mà muốn kiểm tra tổ chim á, các bác không được nên sờ tay vào đâu các bác. Khi nó đang có trứng là có ấy, cái thời gian mà cái giai đoạn có trứng nó mới lót ổ ấy, các bác mà sờ tay hơi người mà nó không ấy đâu ạ. Nó sẽ không không làm đâu, mà nó sẽ bỏ tổ ngay đấy. Ví dụ các bác mà có điện thoại ấy, các bác ui cái này to quá nhỉ. Mình soi vào các bác. Cái này các bạn, cái ống này lúc em lấy nó hơi bé một chút các bác. Hơi bé một chút. Các loại điện thoại nó bé hơn một chút các bác. Mà các bác phải làm ống to chút, cái này ống này em làm hơi bé rồi. Không biết là có ổn không đây. Em lấy cây này, cây khá là to các bác. Em làm thôi mà. Này bác, phải em đấy, khoảng 20 thì chưa hết đấy các bác này. Như là em thấy nếu mà làm cái to một chút thì các bác có thể cho điện thoại vào. Cái này con iPhone 5 thì vừa, con này con Plus nó hơi to quá. Các bác nhét điện thoại vào, các bác bật video các bác soi thôi. Nhét vào các bác bật video các bác soi thì xong rồi bác tắt video các bác lấy ra các bác xem là có trứng hay chưa, là nửa con hay chưa đấy các bác. Chứ các bác đừng sờ tay vào cái bọn này nó lấy ngay các bác. Mình treo một khoảng cách nó vừa tầm thôi, vừa phải thôi. Em mai em sẽ treo trong chiều về chim nó đi ngủ các bác nhé. Em không thiện vào trong em treo lắm. Đây bác, thì bây giờ mình treo nó cao tầm này thôi. Treo vào cái góc. Đấy các bác, góc chỗ cái lồng AV ấy, không được.
Rồi các bạn, để mai em mới treo các bác nhá, bây giờ nó hơi muộn một chút rồi, để em để đây, để đồ đây, để đến mai em mới sau các bác. Đấy, chim cò bây giờ nó đi ngủ hết rồi các bác. Đây, các bạn. Nó đang bị nhảy nhót, nó đi ngủ hết rồi nên là cũng không không tiện lắm. Đây, các bạn. Đấy, các bạn. Đó, chim cò đi ngủ rồi các bác nhá. Thôi, cái này thì em để đến mai em, sáng mai em quay, em vào em treo rồi em quay video luôn các bác nhá. À đây các bác ơi, hôm nay là mấy cái ống này hôm qua em làm, hôm qua mà đi việc em làm giờ chừng quá em chưa cho vào trong cái lồng AV được ấy, thì em để đây ở nhà để cho bố em cho vào các bác nhá. Và bố cho vào, bố cho nó hơi nghiêng nghiêng này được này. Nghiêng này. À, có thấy. Không, người ta cũng thấy là để thẳng này này, tổ chim làm tổ nó chui đây, chờ than này chui ống luồng mà. Nó đổi hơi nghiêng nghiêng đi một tí. Luồng nhưng mà làm được. Đấy, chứ mà nghe vẫn làm đó, một đấy hơi nghiêng kiểu này này, đấy, hơi nghiêng cái này tí. Không, người ta không để dưới đâu, để dưới này không làm đâu, không phải để dọc lên như kiểu có cái lỗ, hắn theo cái kiểu là dọc xuống đến trên này có cái tre này, hắn mới làm ở trong cái ống này. Không biết là trong lồng AV này nó có sinh sản không các bác, nên là em cứ cho vào các bác nhá. Vì một số trước một số các bác cũng góp ý với em ấy là cho vào trong cái lồng AV ấy, thì hôm nay em làm rồi nhưng mà hôm qua chưa kịp các bạn, vì xe sắp chạy qua đây rồi. Nay em phải đi xe khách các bạn. Nên là em để đây để lát nữa bố em sẽ cho vào hai góc bên này. Hai góc khuất trên này cho nó chim chở than xem nó có vào làm tổ các bạn nhá. Hôm sau em về làm tổ chim cu với chim mấy sau các bạn. Hôm nay chưa có thời gian kìa. Mà Tết xong nó cũng vội vàng quá. Em xuống kia mở hàng lấy ngày đấy. Hôm sau em về làm sau các bạn nhá. Đấy các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video nhé, em lên này hôm sau về em quay sau các bạn.